Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc V247Power.com. Hồng Lan ngay chợ Việt Khoa, 281-561-2525 Hồng Lan trong khu Hồng Kông 4 281-561-0221 Hồng Lan ngay chợ Sun Club 281-781-7715 Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888 xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình chào bình minh với Phạm Cơ Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning quý anh. Dạ thưa chào anh Bảo, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả của chào bình minh. Good morning anh Bảo, anh Cơ. Kính chào quý khán giả của Việt TV Radio. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì chúng tôi xin được tóm lược một số tin trong ngày. Uh, tin của Hoa Kỳ thì uh, tổng thống Trump thúc đẩy viện trợ cho nông dân Hoa Kỳ đang lao đao vì uh, chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Bên Yemen thì uh, một uh, phi cơ tự động drones của Yemen đã tấn công các ống dẫn dầu của Ả Rập Saudi. Ở bên Anh thì thủ tướng Anh sẽ đưa ra thỏa ước Brexit uh, ra Quốc hội Anh lần thứ tư trong cái tuần lễ 3 tây tháng 6 phụ tá của tổng thống Iran à, đã chê trách tổng thống Trump gây chiến với Iran chỉ vì đã nghe lời của ông phụ tá John Bolton, ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với người nghe là Hoa Kỳ không muốn có chiến tranh với lại Iran và chính phủ Trump dự định đánh thuế nhập nội trên 300 tỷ hàng hóa của Trung Hoa. À, cũng liên quan đến tin Hoa Kỳ thì tiểu bang Alabama đã thông qua một đạo luật hạn chế gắt gào trong các vụ phá thai. con trai con trai của ông tổng thống Trump sẽ ra điều trần trước quốc hội về vụ tư thông với người Nga và thành phố San Francisco cấm sử dụng các nhu liệu liên quan đến việc nhận diện khuôn mặt của người ta. Công ty Amazon chi ra 1.5 tỷ đô la để xây dựng trung tâm phân phối bằng đường hàng không và tổng thống Trump sẽ chính thức ký lệnh cấm các công ty viễn thông sử dụng sản phẩm của Huawei. À, không có một uh, cái những uh, order uh, đặt hàng của phi uh, cơ uh, Boeing uh, trong tháng tư vừa qua. À, đó là cái việc uh, bởi vì lý do là máy bay 737 Max đã rơi. Facebook đã đổi luật livestream uh, sau cái vụ tấn công đền thờ hồi giáo ở bên tên tên Tây Lan mặc dù chưa có tin uh, chính thức nhưng mà tổng thống Duterte uh, th uh, của Philippines đã thắng lớn trong cái cuộc bầu cử ở bên phi và ở Việt Nam thì uh, tin uh, ông uh, tổng bí thư cũng như chủ tịch nước uh, Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trên bản tin của báo chí Việt Nam và Hà Nội thì đã có cái dự kiến là tăng học phí của một số uh, lớp học uh, một số cái cấp của trong trường học à, trở lại à, phần à, tin thi chi tiết thì chúng ta biết là tổng thống trump à, khi mà nói đến à, cái việc à, chiến tranh mậu dịch nhưng mà hiện tại bây giờ ông đang à, có có cái vẻ có phải như là ông phải thúc đẩy à, giúp đỡ những nông gia hoa kỳ là bởi vì những nông gia hoa kỳ đang bị à, à, khốn đốn nhưng mà tổng thống trump nói đây là những nông gia hoa kỳ đây là những người yêu nước vĩ đại đang phải chịu cái cuộc khủng hoảng tài chính đang bị khốn đốn đó là cái cái diện thôi chúng ta thấy rõ đó đây là một cái quyết định chiến lược bởi vì trong cuộc bầu cử năm 2016 mà ông đã cử nhờ hơn 75 thành à, phần trăm, thành phần ở các vùng nông thôn tức là các nông gia đó bỏ phiếu cho ông ở à, hơn nữa thì cái số tiền mà ông hứa trích ra để mà đền bù hoặc là trợ giúp cho nông gia Hoa Kỳ là khoảng 12 tỷ đô la. Có một điều như chúng tôi, anh Phạm Cơ với Vũ Kiểm đã từng phân tích, không hiểu lý do tại sao Tổng thống Trump không nhìn ra được một điều mà các nhà bình luận ra và các nhà kinh tế ra đã chỉ ra. Ông nói rõ là sẽ lấy cái tiền đó của bên phía Trung Hoa trả cho cái tiền thuế nhập nội. Nhưng mà trên thực tế các nhà kinh tế đều phân tích rõ đó là cái tiền mà các nhà sản xuất xuất nhập cảng các công ty xuất nhập cảng phải trả và trực tiếp là giới tiêu thụ của chúng ta anh cơ. À, dạ, bác, à thưa quý vị trong cái vụ này thì ông tâm ông vẫn cứ nghĩ rằng là thực sự ra thì ông biết rồi nhưng mà ông cũng phải nói thôi cũng giống như ông tuyết đi những cái chuyện mà đôi lúc cần phải bỏ nhưng mà phải nói cho nó có bởi vì À, cái chuyện nông gia mà bây giờ không giúp đỡ thì phải giúp đỡ thì phải có tiền thì tiền đâu thì đó là cái tiền đó nhưng mà ông ông lờ đi ông không nói rằng là cái tiền đó là từ đâu nhưng mà ông kêu rằng là ông biết bởi vì ông nói đây là những người yêu nước thực sự bởi vì thưa anh và thưa quý vị yêu nước thì phải hy sinh <laughs> anh đồng ý, không? Chỉ lý, đồng ý đồng ý anh ta, anh ta bây giờ kêu người ta yêu nước thì đương nhiên là họ phải hy sinh có thể đồng tiền đó trời giúp không được bao nhiêu à, nhưng mà cần phải hy sinh À, và ông tâm ông nói rằng là ngày hôm nay khi mà trước khi chúng ta đi vào bàn ngồi đây đó thì tôi liếc qua cái bản tin thì ông tâm ông nói rằng là ngân hàng dự trữ trung ương là phải tiếp tay với ông để mà thẳng cuộc chiến với trung hoa tại sao bên trung hoa đó là nó giảm lãi suất rồi nó đưa tiền vào trong cái 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 cái, cái quần máy kinh tế để cho nó thẳng mình thành ra bây giờ mình phải làm y như vậy là ngân hàng dự trữ trung ương cần phải giảm lãi suất rồi cần phải bơm tiền vô nữa thì khi đó là voilà Trung Hoa sẽ chết thì đó là ông mới nói sáng hôm nay trong một cái tweet đi ông kêu ngoài ngân hàng dự trữ trung ương làm những cái điều mà từ xưa là ngân hàng họ không bao giờ nghe lời ông Tâm cả thì đó là cái chuyện mới nhất trong cái chuyện này tuy nhiên thì con số những con số thống kê đều cho thấy rằng là nước Trung Hoa đang đang cũng đang khổ sợ chứ không phải là không thứ nhất là cái vấn đề bản lệ của họ nó sụt xuống một cách hết sức là thảm hại uh, trong mấy cái tháng vừa qua và đồng thời thì cái tình hình hiện nay đó là bên phía trung hoa họ vật bình chân như vậy bởi vì uh, họ kiểm soát tất cả mọi thứ từ báo chí cho tới uh, tin tức thành ra không bao giờ họ loa những cái tin mà nhân dân đau khổ hay là Oh, thấy khó khăn cả mà chỉ có Hoa Kỳ là loan tin mà thôi. Thì đó là cái tình hình mới nhất hiện nay. Đó là sự khác biệt giữa uh, chủ nghĩa tự do và Cộng sản. Yeah. Vâng, thì tự ông tự cầm, do. ông cũng là một người theo Cộng sản nữa. Tại vì hồi xưa ông chống chủ nghĩa Cộng sản, chống chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà đem tiền của nhân dân tài trợ cho nông gia là một hình thức của xã hội chủ nghĩa. <laughs> Anh xuyên tạc Tổng thống cơ. À, tin ở bên uh, Yemen thì uh, phi cơ tự động drone của Yemen đã tấn công các ống dẫn dầu của Ả Rập Saudi. Uh, một cái ống dẫn dầu chính của Ả Rập Saudi đã bị phi cơ drone này uh, tấn công và cơ sở liên quan đã phải đóng cửa. Đây là một cái vụ tấn công lần thứ hai xảy ra trong uh, những ngày qua liên quan đến các hạ tầng cơ sở của ngành dầu hỏa bên Saudi Arabia. Ờ, bên Ả Rập thì họ không có đích danh nêu tên thủ phạm nhưng mà họ nói là có thể đây là cái nhóm Udi đã được uh, chính phủ Iran yểm trợ à, về bối cảnh thì nó đúng là như vậy tại vì Saudi Arabia là lãnh đạo một cái nhóm liên quân để mà thực hiện rất nhiều những cái vụ oanh tạc tấn công ở cái nhóm Houthi ở bên Yemen cho nên tin tức đều cho rằng các phiến quân Yemen đã nhận trách nhiệm sâu sắc hơn nữa đó là trong cái bối cảnh là họ cố tình muốn làm tạo thêm những cái biến động dồn dập bởi vì đã có những cái sự kiện về cái cuộc khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã điều động quân đội qua. Cách đây chưa tới 2 3 ngày thì có bốn cái tàu dầu cũng bị phá hoại, không có bị thiệt hại nặng nhưng cũng làm cho thế giới lo sợ. Cái lời phát biểu cứng rắn nhất của bên phía lãnh tụ của Yemen nói rằng không những chỉ tấn công riêng kẻ thù coi như là không đợi trời chung của họ là Saudi Arabia nhưng còn làm cho cái cuộc khủng hoảng của dầu thô của thế giới nữa thì cái điều đó có nhắm tới Hoa Kỳ. Ở cái công ty này đặt ở phía Tây cái vùng ngoại ô ở thủ đô Riyadh và là một cái công ty coi như là nhà nước Aramco có các cơ sở hạ tầng cơ sở trên khắp thế giới và ngay tại Houston mình cũng có Aramco của Saudi Arabia bên cơ vâng thì cái cuộc tấn công này là nó bằng cái phi cơ drone tức là điều khiển ở dưới mặt đất mà không cần không có phải là những cái phi cơ thường, phi cơ này họ đem vũ khí ở trên cao và họ bắn xuống hư ống dẫn dầu cho nên ông nhận, cho nên cái nhà máy đó phải đóng cửa thì dĩ nhiên là họ nói rằng cái đây là Iran là bởi vì quân Houthi là là đệ tử của Iran mà quân Houthi là hoàn toàn không có drone cho nên cái drone này là của Iran, nhưng mà đổi lột là Houthi. À, thì đó là một trong những điều mà khiến người ta à, trước kia nghĩ xấu về Mỹ, thì bây giờ phải nghĩ tốt một chút. Là vì ngày hôm qua, hôm kia, bốn à, chiếc tàu dầu bị tấn công, trong khi Mỹ đem hàng không mẫu hàm đến vùng Vịnh, Mỹ đem bốn chiếc B-52 đến vùng Vịnh, Mỹ đem hệ thống hỏa tiện phòng không à, Patriot đến ngay vùng Vịnh. Và Mỹ nói rằng là người Iran đang tấn công, chúng tôi sửa soạn, nên là chúng tôi phải tiên hạ thủ phi cường. À, người Iran nói rằng không, chúng tôi không hề có ý định tấn công Mỹ. Thì sau khi người Iran nói xong, thì bộ nhiên tàu dầu uh, bị uh, trúng đạn nhưng mà không có chạy dầu ra ngoài. Thì cũng có thuyết âm mưu thì cho rằng người Mỹ cố tình gây ra những cái chuyện như vậy để gây ra rối loạn trong vùng Vịnh. Thì bây giờ đây không lý người Mỹ là đem phi cơ tốn bắn vào cái tàu dầu, ông dẫn dầu của ả rập sao đi thành cái này thì chắc chắn là của iran <laughs> vâng thì để chúng ta cũng nói về việc iran luôn thì phụ tá tổng thống iran đã chê trách tổng thống trump gây chiến với iran chỉ vì nghe lời của ông john bolton cái này là không biết là là đúng hay sai nhưng mà đại sứ iran ở bên anh ông này ông cũng đưa ra một cái lời phát biểu tương tự À, lãnh đạo tối cao của Iran là ông Ayatollah Khamenei thì ông này ông kêu gọi người Hoa Kỳ là nên thương tuyết và phải cho Iran biết là Hoa Kỳ muốn gì à, ông nhấn mạnh đây không có phải là một cái cuộc đối đầu trực diện giữa hai phía à, đó là những cái gì nó mới xảy ra à, đó cũng là cái điều mà ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo cũng đã chấn an các đồng minh Âu Châu và các đồng minh ở tại vùng vịnh ông cũng không cho rằng uh, cái chính sách diều hâu của ông cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton là cố tình coi như là muốn hạ độc thủ hoặc là đối thủ không đội trời chung với lại bên phía Iran cái chuyện cái quan điểm diều hâu cứng rắn của ông John Bolton nó là như vậy nhưng một mình ông đưa ra bắt buộc cũng không thể nào mà hành động theo cái ý của ông được như chúng ta đã thấy là họ đã có một cái cuộc họp của hội đồng cố vấn an ninh quốc gia ngày hôm qua mình loan tin mình thử ra Tổng thống đã được đệ trình một cái bản báo cáo đầy đủ để chấn an dư luận và cộng đồng quốc tế lý do tại sao có những cái tin tức dồn dập điều động hàng không mẫu hạm B-52 hỏa tiễn uh, crew missile, rồi vừa rồi là 120.000 quân nhân thuộc lục chiến tức là cái đơn vị tinh nhuệ nhất nhưng mà không phải là cái cái chuyện đó là để chuẩn bị tấn công Iran nhưng mà trong tình thế sẵn sàng để bảo vệ cho toàn vùng Trung Đông nếu có vấn đề biến loạn xảy ra thì giữ cho cái vùng đó được ở trong cái tình trạng là ổn định hơn. dạ vâng một trăm hai ngàn quân đó là là chị là nói thôi à. chưa, chưa thực chưa tế là không không có rờ đến à, chưa có nói gì nhưng mà à, trước mắt thì họ nói rằng là Iran giờ Ờ, nói rằng là vì ông tâm nghe lời thằng cha râu mép chứ không có đó là họ là họ khiêu kích ông bôn cho họ không nói rằng ông bôn tên, ông bảo rằng là khi ông mà uh, phụ tá của ông comedy bảo rằng là cái này là chỉ tại thằng cha râu mép thôi chứ không có hạt là là ý kiến uh, uh, của ông Tâm Thành ra họ muốn ám chỉ ra ông Tâm nghe lời thuộc hạ Chứ ông Tâm không có làm trong cái vụ này Thì rõ ràng là người Iran đang sợ Hoa Kỳ Cho nên họ mới kêu gọi Hoa Kỳ thương thuyết và trong khi Hoa Kỳ khiêu kích để cho Iran đánh thì nếu Iran đánh thì Hoa Kỳ mới có cỡ trả đũa thì Iran nói không, chúng em không 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 có đụng chạm tới quý vị, chúng yeah. em ở yên đâu đó thành ra quý vị cứ la lên như vậy là quý vị muốn kêu kích chúng tôi nhưng mà chúng tôi hoàn toàn muốn thương thuyết thì đó là lời ngay cả lời của thủ Lạch tức là ông Ayatollah Khamenei là cái người lớn nhất ông cũng nói như vậy và trong khi ông mai Pompeo thì đi khiêu khích khắp nơi. Ông đi qua Liên Âu, ông cũng nói gì cũng nói rằng là Iran đang khiêu khích. Rồi ông đi qua bên Nga, ông cũng nói như vậy. Nhưng mà người Nga từ chối cái chuyện đó và người Liên Âu họ cũng từ chối. Và bây giờ chính ngay cái người mà khiêu khích là Iran cũng từ chối nữa. Thì đó là một trong những cái ý định của Mỹ. Nhưng mà ai cũng biết rằng sợ gì Mỹ chống Iran chỉ vì Mỹ đứng về phía Israel mà thôi. Ô, ông ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông cũng nói với người nga đó là Hoa Kỳ không muốn gây chiến với Iran yeah. có điều ông Tổng thống Trump thì ông nói là Iran sẽ bị thiệt hại rất là nặng nề rất là nặng nề nếu mà Iran làm những cái chuyện gì mà sai hoặc là tấn công vào bên Hoa Kỳ thì đây là một cái lời hăm dọa của ông uh, Tổng thống Trump, Trump. À, bước qua phần uh, tin của nước Anh thì chúng ta nhớ là cái vụ Brexit, Brexit chúng ta nói hoài không hết, Brexit nói từ 2017 cho đến bây giờ 2019 thì uh, thủ tướng Anh sẽ đưa cái thỏa ước Brexit ra quốc hội Anh lần thứ tư trong cái tuần uh, 3 tây tháng 6. thì lúc đó là ông tổng thống Trump dự trù là ông sẽ đến nước Anh uh, uh, viếng thăm nước Anh theo lời mời của nữ uh, nữ hoàng Anh không biết từ đây cho đến ngày 3 tây tháng 6 bà Thủ tướng mây vẫn còn tại chức hay không? Thưa vâng anh, còn. Vẫn còn? Dạ, vẫn còn. <laughs> à, cái điểm chính của bản tin này là chúng ta nhắm tới cái khung thời gian. Dạ vâng. À, tại sao lại đưa ra trong cái sự trùng hợp mà ngẫu nhiên đến thế, tức là cái tuần lễ như anh Bảo vừa mới nói là thượng tuần tháng 6, đầu tháng 6 ông Trump sẽ qua bên nước Anh. À, và đây là cái bản đã được sửa đổi lần thứ tư, dạ không không sửa đổi, trình lần thứ tư, trình lần, lần, lần thứ tư, trình lần thứ tư, là còn nguyên vẹn, không, dạ, không có, mấy dạ. lần trước là bị bác, cho dạ. nên vẫn cứ lôi ra, vẫn cứ lôi ra, không và có gì thay đổi, dạ sau khi cứ nói với mấy người chồng là hay hay tôi bầu lại thưa coi mấy anh có đổi ý kiến không? như vậy thì thì thời thì gian tôi... có thể dạ. làm phai mờ ý kiến của con người, cái số mệnh của cái cái thỏa ước <laughs> lần này ra sao? Dạ vâng, thưa anh, bây giờ anh nói từ cái khung thời gian, tại sao là phải ngày mùng sáu? ở mùng 3 tháng 6 Đấy. sở dĩ ngày mùng 3 tháng 6 đó trong cái tuần lễ đó phải đưa ra là vì ngày mùng 10 tháng 6 thì quốc hội anh nghỉ hè Đấy. cho nên họ bắt buộc phải đưa ra trước khi họ nghỉ hè là điều đầu tiên và điều thứ hai là cái cuộc bầu cử liên âu sẽ tổ chức ngày 23 tháng 5 quốc hội của liên âu mà trong đó người anh sẽ phải tham dự thì tất cả những cuộc thăm dò dân ý cho thấy rằng 72 cái ghế mà đại diện cho người anh trong quốc hội liên âu thì bây giờ đây coi như cái đảng mà kêu là Brexit Party họ lập ra một cái party rõ ràng có tên là đảng Brexit thì cái đảng này là do ông uh, uh Farah, Farah Miguel Farah là một cái người mà từ xưa ở là chủ tịch của đảng UKIP thì sau khi uh, cắt bảng thành công là coi như ở phía Brexit được biểu quyết là quốc hội à, được biểu quyết toàn dân thông qua với 52% thì ông ông này ông tuyên bố ông thôi làm chủ tịch và ông về hưu nhưng mà bây giờ Brexit lộn xộn ông lập ra một cái đảng mới gọi là đảng Brexit thì đảng ông thẳng thế hoàn toàn coi như là trên dân và đảng bảo thủ tụt xuống hàng tư sau cả đảng lao động nữa cho nên bà mây rất là lo ngại vì vậy bà muốn cộng với đảng lao động đảng lao động là cái đảng từ xưa tới giờ là bỏ phiếu chống thành ra bây giờ bà còn trong cái quốc hội cũ đó thì bà có 58 phiếu chống cái thỏa ước mà bà đã đưa ra ba lần lần thứ ba là 58 phiếu chống cho nên bây giờ bà muốn đảng lao động cho bà xin 58 phiếu để bà thông qua cái đó nhưng mà không ai muốn thông qua cả là bởi vì đối với đảng DUP tức là đối với nhiều người thì cái việc thông qua đó là cái việc mà phụ thuộc vào liên âu một thời gian rất dài không ai những người Brexit họ không muốn cho nên họ chống tới cùng và vì vậy khi bà May nói rằng là mùng 3 tháng 6 sẽ đưa ra một lần nữa cái đảng DUP của bác Á Nhị Lan họ hỏi hay có gì thay đổi đâu mà và uh, đưa ra thêm lần nữa đâu có gì thay đổi đâu thì đưa ra là sẽ chống thôi đó là cái điều mà bà buộc đưa ra tuy nhiên cách đây một tuần bà đã nói rất rõ và nói thế này quốc hội anh nếu mà bác bỏ lần nữa đó thì yêu cầu biểu quyết cho tôi ba việc là cho tôi được phép tổ chức bầu cử trong quốc hội thôi về ba vấn vấn đề thứ nhất Brexit no deal. Thứ hai, Brexit with deal là cả, là đó và thứ ba là no Brexit and on, tức là ba câu hỏi thì đó là nhưng mà không phải là cho dân chúng nhưng mà trong quốc hội nước Anh hoặc là có thể dân chúng nước Anh thì bạn tin không có nói rõ nhưng mà đó là cái tình hình Brexit hiện nay, thưa anh. Dạ vâng, à, tổng thống Trump à, ông ta dự định đánh thuế nhập nội khoảng 300 tỷ đô la hàng hóa của trung hoa thì thật ra bây giờ nếu mà chúng ta về nhà của mình mà tìm những cái đồ ở trong nhà của mình thì chúng ta thấy đa số nó toàn là made in china à, hàng của bên <laughs> trung hoa nhập vô hoa kỳ rất là nhiều thì à, nhưng mà những cái món hàng mà mà sẽ bị đánh thuế là chúng ta thấy là những cái món hàng có liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta à, điện thoại thiết bị điện tử đồ dùng gia dụng uh, micro uh, microwave uh, rồi máy sấy tóc rồi màn hình video tất cả những cái món này là những cái món mà chúng ta xài hàng ngày và nếu mà như hồi nãy các anh có nói đó nếu mà đánh thuế lên như vậy thì ai là người sẽ phải trả cái tiền thuế đó dạ dân dạ dân dân ta <laughs> tức là những cái người mà nhập cái hàng đó vô thì chắc chắn là phải đóng thuế Dạ à khi mà người ta đóng thuế rồi thì thay vì người ta bán một đồng thì người ta phải bán lên đồng rưỡi cộng ta, tiền thuế cộng tiền thuế là dạ, bởi vì họ, họ không thể nào bị bị lỗ hết, hết. đó thành đó lý do tại sao cái cái sự thiệt hại cuối cùng cái người mà bị thiệt hại cuối cùng là người dân thưa anh sự gì trong cái vụ này nó xảy ra như vậy đó là là chỉ vì <laughs> là cái vấn đề mà 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 WTO ngày xưa người Trung Hoa không có ở trong WTO Người Trung Hoa không thể bán hàng được cho các quốc gia Nhưng mà từ khi người Trung Hoa vô WTO Thì trong đó đã có những cái đạo luật mà khiến cho người Trung Hoa dễ dàng bán hàng qua Hoa Kỳ Dễ dàng bán hàng qua Liên Âu khắp mọi nơi Cho nên hàng hóa Trung Hoa mới tràn ngập từ sau cái vụ WTO Chứ trước đó người Trung Hoa không có quyền làm như vậy Thành ra Hoa Kỳ muốn rằng trong tương lai họ sẽ sửa đổi cái WTO để cho người Trung Hoa À, bán hàng nữa thì đó là cái chuyện mà uh, đầu tiên chuyện thứ hai là ông tâm ông cứ khuyên người ta rằng là thôi thì đừng mua hàng trung hoa bây giờ đánh thuế nhập nội cao quá mua hàng nước khác đi nhưng mà hàng nước khác có đâu mà mua là điều đầu tiên điều thứ hai là bây giờ những công ty như là apple ở bên trung hoa họ làm ra thì bây giờ hàng của họ sẽ, chắc chắn là sẽ bị mắc vì thuế nhập nội thì bây giờ họ muốn dời đi qua việt nam chẳng hạn trời đất ơi đâu phải là dễ muốn rời đi đâu phải là dễ bao nhiêu là cơ sở dời đi thì phải có thời gian hai ba năm là ít nhất chứ không có thể nào tự nhiên mà dời được cho nên những cái chuyện này ông tâm đã ở vào một cái thế hết sức là kẹt mà có thể ảnh hưởng trong cuộc bầu cử 2020 cái đó là cái yếu tố chính từ anh cơ anh bảo và thứ vị cái đòn cân não của ông trump và cái ban tham mưu đó đa số các nhà bình luận đều cho rằng ông hù dọa thôi đầu tháng 6 đó thì phòng thương mại và ông Lai sẽ có một cái buổi coi như là điều trần công khai về cái vấn đề này để lấy ý kiến của quần chúng trước khi mà <laughs> đánh thuế 300 tỷ hàng hóa nhập nội của Trung Hoa cho nên trong bản tin này chỉ nói là dự tính thôi. Yeah. Nếu ông Trump không khéo đó người ta bình luận là ông sẽ bị rớt yeah. đài trong cuộc bầu cử yeah. này. Tại vì người dân ta thán cái ảnh hưởng trực tiếp là giới tiêu thụ mà nếu mà người ta thấy lỗ quá uh. chúng tôi không có tin tưởng ông nữa chúng tôi sẽ bầu cho người khác rất khoát là như vậy đúng là không vậy à, dạ. thường thường khi đồng mà đồng tiền là liên khúc ruột mà. đúng, đúng không? Dạ. Dạ, vâng. cái sự thiệt hại mà nó nó trực tiếp người ta nói về vấn đề kinh tế xa xôi những người dân thường họ không có nhìn tới và họ không có hiểu tới họ không muốn biết tới họ chỉ có biết là hồi xưa tôi đi chợ mua tất cả những nhu yếu phẩm nó tốn tôi 10 đồng bây giờ tôi đi chợ mua tất cả những cái món này thì nó tốn tôi tới 12 đồng đại khái như vậy thì đó là cái sự thiệt hại trước mắt. Và khi mà thiệt hại trước mắt như vậy mà họ nghĩ là oh, Nếu mà ông Trump không còn nữa Nhưng người họ khác, là người yêu nước người, phải không anh? Những người, <laughs> người ông, Trump đang nghe nói kêu cấm lòng yêu nước vĩ đại <laughs> à, Tin của tiểu bang uh, Alabama Thì uh, Thượng viện của tiểu bang Alabama Do đảng Cộng hòa uh, nắm đa số đã thông qua một cái đạo luật hạn chế gắt gao những cái vụ phá thai ở trong cái tiểu bang này và cái luật này đã được 25 phiếu thuận mà chỉ có 6 phiếu chống mà thôi. Trong đó cái luật này họ nói là họ sẽ phạt các bác sĩ mà nếu mà vi phạm cái việc luật cấm phá thai đó thì các bác sĩ có thể ở tù đến 99 năm. Cái đạo luật này được tiểu bang Alabama Alabama thông qua thì người ta nói là À, tất, nó có khoảng uh, 12 cho tới 24 tiểu bang do đảng cộng hòa nắm thì họ có cái khuyên hướng là họ sẽ từ từ họ đi đến cái mức mà uh, họ sẽ lật đổ cái cái cái, cái hồ sơ của Roe vs Wade là cái việc mà tối cao pháp viện đã ban hành trong năm 1973 cho phép uh, người phụ nữ được uh, cái quyền phá thai ở trước mắt thì chúng ta thấy kết cuộc đó là sẽ hẹn nhau hai bên tức là những cái phía chống đó và bên phía ủng hộ ở trước thềm của tối cao pháp viện tại vì trong cái bản tin ngày hôm nay chi tiết cho biết là thống đốc KIV có 6 ngày để ký thành luật và sau khi đã ký thành luật rồi thì phải cần tới 6 tháng mới có hiệu lực thì trong vòng 6 tháng đó đó chắc chắn là sẽ có những cái dispute chống đối qua lại. mà anh dạ Không, trong vòng 6 tháng đó thì bà Ginsburg sẽ đau nặng. À, <laughs> anh lại chủ à, bà dạ. nữa thôi. Không, thì nếu bà Ginsburg đau nặng xong đó thì ông tâm sẽ cử một người bảo thủ nữa. Thì đó. bây giờ cái phong trào chống đối càng nhanh hơn nữa. Để làm sao? Để mà kiện nhau. Kia mồ hôi đến tối cao pháp viện thì họ lật ngược lại cái vụ Roe vừa Sơn quay để trở thành ra là một cái quốc gia mà cấm phá thai thì đó là cái mơ ước của những cái người mà kêu là pro life à, còn những người pro choice thì đương nhiên là chúng ta không có nói đến thì dĩ nhiên là bây giờ đây tình hình đã đi đến gần cái chỗ đó cho nên quốc hội càng ngày nó càng nhiều triệu bang nó càng ngày nó càng đưa ra thêm nhiều cái luật phá thai đây là cái luật mà khó khăn nhất là coi như hoàn toàn chống phá thai còn các cái đạo luật khác đó là chị nói rằng là À, 6 tuần tức là cái đạo luật mà có tiếng tim thai là có 6 tuần thôi là mới được là trước 6 tuần mới được phá sau 6 tuần là bị phạt còn cái đạo luật này thì không, không kể tuần nào hết anh cấm phá thai chỉ nói một cách rất là dạng gì mặc dù rằng là nước Mỹ cho phép phá thai mà đạo luật này nó đang cấm phá thai thì tiểu bang Alabama mà tôi cho nên người ta sẽ phải kiện tiểu, tiểu bang Alabama và đó là cái điều mà họ muốn họ muốn kiện để mà đưa lên tới tối cao pháp viện yeah. Dạ vâng cái đạo luật này đó thì thật ra uh, họ cũng cho phép phá thai nhưng trong cái trường hợp mà nếu mà không phá thai thì nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ thì cái đạo luật nó có một cái một cái trường hợp ngoại lệ và nó cũng nó nó khắc khe đến cái nỗi mà uh, những người những phụ nữ bị hiếp dâm à. không muốn có con nhưng mà nếu mà À, mà phá thai sau cái đạo luật này nó, nó nó chúng tôi không có cái chi tiết nhưng tôi biết là nếu mà những người phụ nữ bị cho dù là bị hiếp dâm muốn phá thai vẫn bị tội như thường vẫn tức là không 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 cho à, chấm hết không cho và chấm hết ngoại trừ trường hợp à, nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ thì cho phép phá thai còn không có là Thứ anh, anh nếu là... lúc bây giờ mình đi ra cái tiểu bang khác mình phá được không? Đúng không? anh hoàn toàn dạ. là, Hoa Kỳ là tự do đi lại anh dạ. có quyền tự do đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia. Không, không có ai cấm anh được hết. Thành ra là nếu mà anh cảm thấy anh muốn mà anh thấy tiểu bang này nó 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 cấm thì bây giờ anh đi qua bên tiểu bang kia và anh khai là resident của tiểu bang kia đi làm lại bằng lái xe, không nó ở không ở không giữ bằng lái xe tiểu bang này nữa, qua tiểu bang khác làm uh, bằng lái xe của tiểu bang khác thì trở thành cư dân uh, của tiểu bang khác, mặc dù có một số tiểu bang họ bắt phải ở một năm mới 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 hợp thức nhưng mà khi qua làm lại và anh ví dụ như bây giờ tôi không có đội bằng người phụ nữ đó họ không cần đội chỗ đội gì đến. họ chỉ đi qua bên kia họ tới cái cơ sở phá thai họ xin được phá thai thôi xong rồi họ có về lại tiểu bang này không giờ dạ, thì họ sau đó họ về thì, có... thì nếu mà họ kiện đó, thì có hai chuyện cái kiện thứ nhất là, là cái việc đó, nó xảy ra ở đâu cái việc phá thai nó xảy ra ở đâu nó đâu xảy ra ở Alabama đâu dạ. nó xảy ra ở tiểu bang khác thành dạ. thử là họ nếu mà bây giờ có phạt tội bà này cũng cũng rất là khó tại vì cái cái việc nó xảy ra không dạ. phải là ở bên Alabama anh nhưng nói, mà chúng ta anh đợi có, anh có thai đâu mà anh hỏi kỹ rồi Thưa à, anh, anh tôi có phá. thể không có thai nhưng mà có thể có người thân <laughs> anh nói người thân chứ không phải là người tình Thằng nữa là những như <laughs> nghe cho nó kỹ anh tôi từ ngày tôi làm việc trong bên bảo tôi đâm ra kỹ lưỡng trong vấn đề nói chuyện với ngôn từ của thứ anh cẩn thận dạ. phải không à dạ. <laughs> không Thế ai vì... cẩn thận bằng anh hết thành thử là anh yên tâm <laughs> là vì sao ạ à? là vì không phải mình làm việc với luật sư anh thì à. mình mới nghe luật sư nói mình mới hiểu rằng là thành đã tôi mới hỏi anh cái vấn đề là là nếu như mình không có đội thành cho cư dân mình đi chơi thì mình qua đó rồi mình phá thai à, à cái này nó phải để cho tòa tại mà ngay cả cái vụ đó mang ra tòa cũng sẽ có người nói vẫn có tội như thường và à. cũng sẽ có người nói là không không có tội. thì khi đó là bồi thẩm đoàn phải không anh? Dạ à, khi khi đó không cái đó nó bồi thẩm đoàn đó là họ xét về cái 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 công việc cái cái việc nó sự việc nó xảy ra. Yeah. Còn ông tòa ông xét về cái luật thì yeah. cái việc này nó trở thành cái luật chứ không phải là việc oh, của yeah. bộ thẩm đoàn. Tức là bộ thẩm đoàn trong một cái vụ án giết người thì bộ thẩm đoàn sẽ phải xét xem coi uh, cái người này có thật sự giết người hay không. Yeah. Uh, cái đó là về nó gọi là facts tức là sự thật nó có hay không. Yeah. Bộ thẩm đoàn họ sẽ họ quyết đó định cái fact mà thôi. cái facts. Yeah. Còn cái lo đó là yeah. phải do do tòa tòa quyết định tòa xử. Yeah. Dạ vâng. À, bây giờ chúng ta nói đến con trai của tổng thống Trump, ông Trump Jr. ông này ông sẽ ra điều trần trước quốc hội về việc tư thông với lại người nga và ông sẽ ra khai với lại ủy ban tình báo của thượng viện Hoa Kỳ và đây sẽ là một cái phiên họp kín à, và ông sẽ phải nói về cái việc gặp người nga trong năm 2016, 2017 và cả hai bên thỏa thuận đây là cái phiên điều trần lần chót của cái ông ông Junior của 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 hoàng tử <laughs> Trump Jr trước ủy ban tình báo Ở cái bản tin này nó có một vài cái chi tiết mà cũng cần phải tìm hiểu thứ nhất đó, là người đứng đầu chủ tịch của ủy ban tình báo của Thượng viện là thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa ông Richard Burr lý do tại sao ông lại bị các đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, tức là bên phe Cộng Hòa, chỉ trích là bởi vì bị áp lực của dân chủ tống chát để mà bắt ông Trump Jr., Donald Trump Jr. ra điều trần. Ông bơ, ông biện luận, ông nói rằng hai lần ông Trump con đã hứa ra nhưng mà giờ chót không thấy ra. Cho nên lần này vì cái áp lực tương đối cũng mạnh và cũng không thể coi thường Ông phải tống chát yêu cầu. Và ông Donald Trump lần này, Trump con đó, thì đồng ý ra trong phiên điều trần kín và được dự trù đó là khoảng từ 2 cho đến 4 giờ là, 4 tiếng đồng hồ là tối đa. Để tìm hiểu là, ông có mặt trong cái buổi mà có tiếp xúc với người Nga ở Trump Tower. và anh cơ. Dạ vâng thưa quý vị. Uh, riêng phần tôi đó, dạ. thì tôi, uh, uh, tôi thấy rằng là cái vụ này là một cái sự gian xếp của đảng Cộng Hòa. Bởi vì, ủy ban mà yêu cầu ông Trump Junior ra trình bày đó là ủy ban tình báo của thượng viện Hoa Kỳ, đúng rồi là đảng cộng hòa đang làm chủ. Thành đúng. ra ông có đi ra thì cũng phê ta, thì tương nhiên là có, có điều trần đi nữa thì nó cũng rất, rất, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cái vấn đề đảng lý đã không cần điều trần, bởi vì đảng cộng hòa họ có quyền không cần điều trần. Nhưng mà tại sao họ phải kêu ông này ra điều trần? là vì ở đằng sau đó nó sẽ có cái vụ là sẽ khui thêm cái vụ tư thông với người Nga là do ai chủ trương. Bây giờ tư thông với người Nga là căn cứ trên hồ sơ nào rồi do ai chủ trương. Thì rõ ràng là do đại Dân chủ, chủ trương cái vấn đề tư thông với người Nga mà bây giờ ông ông ba tức là bộ trưởng bộ tư pháp ông nói rằng là ông đang thuê đang Cưng ông một đã đề công cử viên. ông bổ nhiệm rồi hôm qua yeah. mình nói đã ông đó yeah. bên Connecticut. ở bên Connecticut dạ. ông này là chuyên về cái vấn đề mà có nhân viên FBI mà phạm luật thì sẽ là như thế nào, ông đề chuyên về điều tra cái vấn đề mà mà là FBI đi sai đường thì họ sẽ chỉnh lại, thì họ sẽ điều tra thì ông này là chuyên môn như vậy. Và vụ này đó thì sáng nay tờ Washington Times họ đăng một cái bản tin, họ nói rằng là cái bản phúc trình ờ uh, Steel tức là Christoph Steel là người điểm viên Nga nó có 35 trang thôi nhưng mà bây giờ họ vạch ra rất rõ là ông siêu đó ông đã qua gặp cái bà mà tham mưu của tham mưu trưởng của Bộ Ngoại giao dưới thời bà Clinton để mà bàn về cái vấn đề rằng là hồ sơ đó nó có cái gì uh, Tương tư thông với người Nga ra sao gặp người này ra sao gặp người kia ra sao và bà kia bà có viết nốt lại hết đó, thành ra cái cái chi tiết là bà kia bà có viết nốt rất rõ thành mà cái ông này dễ sợ lắm ông cứ tốt tiêu mình tưởng là ông chỉ có làm vậy thôi nhưng mà không ông gặp rất là nhiều người gặp cả FBI nữa anh gặp cả đủ thứ người trong bộ ngoại giao gặp đủ thứ người hết rồi mới đưa đến cái vụ tư thông với người nga được điều tra và dẫn đến cái việc công tố viên đặc biệt nếu là đó là cái điều đã cộng hòa đang muốn cho nên họ phải kêu ông trump ra để ông trump khai cho hết khai đủ rồi từ đó họ lấy cái bằng cờ đó họ mới kéo qua cái vụ này để mà kêu đại dân chủ Hey, cái gì vừa phải thôi à, ai cũng có lỗi quý gì cũng có lỗi em cũng có lỗi thành ra mình phải làm sao chứ đâu có thể để như vậy được tôi cũng muốn tiếp lời anh Phạm Cơ để nói về cái quyết định mà ông William ba bổ nhiệm ông John Durham yeah. trong cái bản tin tại vì không đủ thời giờ có rất nhiều những cái chi tiết ly kỳ mình cần phải đào sâu vào chi tiết đây là một cái điểm có lợi cho ông Trump yeah. như anh Cơ vừa mới nói chính tổng thống Trump cũng khen ngợi cái quyết định này trên thực tế, ông John Durham đã làm việc một tuần rồi. Ngày hôm qua, tin tức mới lộ ra ngoài báo chí. Ông ta đã từng thụ lý những cái vụ hồ sơ mà nhân viên FBI coi như là làm việc thất trách đó. Trong đó có thuộc hạ của ông John Mueller bỏ tù bốn người bị lầm và bị giết chết, bị ám sát ở bên một. Thứ nhất là trong vụ ở bên California thập niên 80. Vụ thứ nhì, ông John Durham là một cái người tái điều tra ra cái vụ ông Senberger một thủ lĩnh bố già kinh khủng cái vụ án coi như là unsolved mystery mấy chục năm trời ở tại bên Boston, Massachusetts mà ông lôi ra được cái cái án mạng đó thành thử ra đây là một cái bước coi như là cái bước đi rất là uh, quan trọng đối với lại cái tình thế xoay chuyển về cái cuộc điều tra lý do tại sao như là lời ông ông người hùng của 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 New York ông uh, ông cựu thị trưởng Giuliani yeah. nói. Yeah, Giuliani. Tại sao lại có cái cuộc điều tra tổng thống Trump và ủy ban tranh cử của ông tư thông với người nga? Ai đứng đằng sau cái vụ này? thì đây là cái lúc mà ông John Durham phải lôi cái vụ này ra ánh sáng. Tức là bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là khi mà phán don. Ông, dạ. ông tổng thống Trump ông đã có cái quyết định rất là hay là ông kéo ông Barr vô trong uh, 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 chức cái chức vụ này người của mình mà à, bây giờ anh đã thấy rằng là tại sao mà ông tâm ông chơi ông sẽ sân mại mà ông sẽ sân vợ không chịu đi à, cái chuyện nó mới là <laughs> rồi đến cuối cùng ông chịu không được thôi anh phải đi thôi chứ còn tôi kêu từ chức hoài mà thằng chạ không chịu từ chức yeah. à, thì bây giờ, giờ, đi thì mình kéo người của mình Dạ luôn. thì đương nhiên rồi. Dạ. chúng ta nếu mà chúng ta nhìn được những cái sự việc đó thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta nghĩ ủa luật pháp đó, hoa kỳ nó đi tới đâu rồi <laughs> nhưng mà À, thôi không nói cái chuyện đó nữa đi chúng ta ừ. nói ừ. qua chuyện khác không bàn chuyện mai, phố... chính trị anh không bàn không dạ. bàn chuyện chính trị chúng ta sẽ không bàn vì sẽ không có kẻ thắng và cũng chẳng có người thua à, thì chúng ta bàn về việc này cũng sẽ có một người chống và một người à, binh đó là cái việc thành phố San Francisco à, cấm sử dụng những cái nhu liệu liên quan đến cái việc à, nhận diện mặt người dạ. chúng ta biết là bây giờ bây giờ nó kỹ thuật nó rất là văn minh thì à, thành phố San Francisco là cái thành phố đầu tiên họ nói là họ sẽ cấm cấm không cho tại vì cái nhu liệu mà nhận diện mặt người đó khi mà chúng ta đi vào những cái chỗ như phi trường chẳng hạn thì nếu mà có những cái nhu liệu đó người ta sẽ nhận diện người ta nói ờ người này là đúng là tên này là kẻ khủng bố thành thử sẽ chặn lại thì cái phe ủng hộ họ nói là nó giúp đỡ cho an ninh của quốc gia nó giúp ngăn chặn lại những cái việc khủng bố nhưng mà những người chống thì nó là cái này là vi phạm mà quyền riêng tư của tôi Nhưng em hôm đó tôi đi với bồ mà tự nhiên mà chụp hình mặt tôi với mặt bồ mà nó công bố lên nữa thì cho à. nước chết yeah. Chụp hình cái gửi về cái một yeah. cái điện thoại khác là coi như là, là sao như mình đời mình là không có chỗ thoát đấy yeah. yeah. <laughs> Mặt của nhà báo Phạm Cơ tôi không cần cái máy nhận diện Cái đầu của anh không ai có hết đó. Có 102 cho nên nhận diện biết liền Vâng thì cái chuyện đó thưa các anh và thưa quý vị nó rất là lôi thôi mà ai cũng biết rằng cái nhân diện mặt người này nó rất là ghê gớm. Bằng cỡ là uh, cái phi trường, uh, bên uh, phi trường của um, Singapore, phi trường Singapore họ nói thế này, uh, họ có thể nhận diện được 18 khuôn mặt mà chỉ trong vòng có 1-2 phút đồng hồ đầu tiên thôi cho nên họ dùng cái 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 nhu liệu điện toán đó để mà kiếm khách đi tệ bởi vì họ không muốn khách đến phi cơ tệ vì lo shopping ở mấy cái chỗ mà duty free cho nên họ đặt ở đó là mấy cái máy điện toán mà dần dần hiện mặt người khi mà thể thực cha này gần tới giờ lên phi cơ rồi nó chưa đi thế bấm nút lên quay hàng đó đang ở đâu thì biết chả đang sóng hàng là là ok bật microphone ở đó bật ô bật lơ ở đó lên liền kêu lên lên đường phi cơ sắp sửa bay về gấp thì nó về ngay đó là cái chuyện mà mà nhân mặt người nó dễ sợ như vậy. Tôi muốn nói về cái thành phố được cho là vô cùng là tự do phóng túng, San Francisco. Ngoài cái chuyện cái yếu tố căn bản tức là dựa trên cái luật gọi là quyền tối thượng phải cần phải duy trì là cái riêng tư triệt đề. Nhưng họ chống, họ nói rằng cái điều đó là bắt buộc là phải có, không ai đụng chạm được tới cái riêng tư của một cá nhân nào, cái đó yeah. được hiến pháp bảo vệ. Nhưng cái mặt trái ở đây là thành phố này bây giờ đang ở trên cái đà đi coi như là tự do phóng túng quá xa, quá sức, yeah. quá sức không thể nào chấp nhận được. Cái bề trái của San Francisco đó, năm vừa rồi bỏ ra 91 triệu đô la chỉ để làm gì? Trả tiền phụ trội cho nhân viên thành phố đi dọn phân người của những người homeless. Một cái bức chất kinh khủng. Cái bản tin rất lớn ở trên CNN họ cũng đưa ra Cái điều đó tại sao các phóng viên làm lớn là tại vì Tạo ra một cái tiền lệ, coi như là một cái chỗ mà lý tưởng cho những thành phần vô gia cư, những người homeless tới đó sinh sống. 5 giờ sáng, 4 giờ sáng là nhân viên, cái công việc đầu tiên là đi dọn, cái đó được trả tiền phụ overtime. Thì tới đó quá sinh sống, quá dễ dàng, trong khi Houston và những thành phố lớn của chúng ta, đi dẹp những người vô gia cư để làm sạch cái bộ mặt của thành phố. Thành thử ra San Francisco đang trở thành ra là một cái nôi mà tự do coi như là vô cùng là tuyệt vời cho những người thích có một cái sự tự do tuyệt đối như vậy. Cái này là người Cộng sản đó, đó là cái nôi của nền văn minh nhân loại. <laughs> dạ. Thì rõ ràng là anh thấy cũng cùng một cái sự việc. Hồi nãy lúc đầu anh nói là Ờ, cái thành phố san francisco này nó đi đến một cái 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 chỗ nó phóng khoáng nhiều quá nó dạ. đi tới một cái chỗ cực điểm nguy hiểm quá rồi dạ. rồi sau rồi cuối cùng chúng ta lại thấy là một số người khác nói là đây là một cái chỗ tuyệt vời đây là một cái chỗ mà bắt đầu đi đúng con đường Good. cái người binh đó, thì họ dạ. sẽ vâng. nói như vậy người chống thì họ sẽ Thế nói thưa anh có người đi từ con đường đó mà lên tới chức chủ tịch uh, 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 cái là gì uh, đó uh, quốc hội à, phát ngôn viên phát một viên của quốc hội speaker, của hoa kỳ anh, mà anh yeah. muốn nói yeah. madam speaker yeah. và bà yeah. nancy pelosi bà đang yeah. nghe anh đó <cười> <cười> bà nancy pelosi tức là người đến từ San francisco, San francisco. Dạ. dạ vâng à, chúng ta nói đến chúng ta hãy nói đến công ty amazon công ty này là cái công ty mà có ông ông chủ là là, 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 là tỷ phú à, đứng đầu ở trên thế giới à, bởi vì giàu nhất thế giới à, thì công ty amazon này sẽ chi ra 1.5 tỷ đô la để xây dựng một cái trung tâm phân phối bằng đường hàng không và cái cái trung tâm này nó sẽ được xây ở cái vùng Cincinnati phía bắc của cái phi, trường ph ph Kentucky International Airport và trung tâm này sẽ sử dụng khoảng 2.000 công nhân và cái cái miếng đất này đó nó rộng nó rộng kinh khủng lắm 900 acres à, và Amazon đã thuê cái chỗ này trong vòng 50 năm để để có thể thuận tiện cho công ty Amazon vận chuyển hàng hàng hóa. Cái điểm trước mắt là tiểu bang Kentucky trong một tương lai rất gần sẽ trở thành ra là một cái tiểu bang phát triển về kinh tế nhờ cái điều này. Bởi vì Amazon được biết là mướn tới 40 cái Boeing để mà chở hàng loại 767 và như anh Bảo vừa mới nói là mướn thêm 2.000 nhân viên chắc chắn cũng sẽ một số từ Texas sẽ rời qua bên đó thưa để anh, làm việc. Thưa anh, à. anh nói tin đó là hơi thiếu đó. À, OK. Là dạ. Sao? Trong cái buổi mà breaking tức là mở uh, à. đặc viết đá đầu tiên để xây à. á thì đồng thổ. Anh, à, anh được có xây cái gì không? À. Xây một cái nhà kho của phi cơ à. mà nhà kho đó có thể chứa tới 100 chiếc phi cơ Boeing chở hàng. À. Đó. <laughs> Nghĩa là Amazon họ nhìn xa thấy rộng và họ biết rằng là rồi ra đây FedEx và UPS sẽ bị quỳ dưới chân họ <laughs> Anh cứ nghĩ rằng một nhà kho và 100 trăm chiếc Boeing Tức là họ đã thấy trước cái chuyện mà mà ừ. mà họ sẽ đến cái cỡ đó Bây giờ đây họ một ngày họ chỉ bay vài chục chuyện uh, phi cơ Boeing chở hàng mà thôi Trong khi UPS với là FedEx bay tới cả hàng ngày mỗi ngày cả trăm chuyến Thì họ chỉ có vài chục chuyện thôi Nhưng mà trong tương lai khi mà họ phát triển ra Với cái nhà kho 100 trăm chiếc Boeing đó mà họ mua đó Tức anh ông này ông chỉ cần bỏ mỗi ngày mỗi một năm một, một năm một tỷ đô la thôi để mà làm cái phi thuyền chơi cho vui để mà góp mặt với đời thôi còn ông chỉ ông cần bỏ mấy cái tỷ đó ông mua phi cơ boeing và ông chở hàng lên nữa thì ai mà phế đích với là là những rồi. kiểu gì nổi vậy có thể ông sẽ xây nhà trên cung trăng cho người ta ở. Đó là ông 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 tỉnh rồi đó anh, ông tỉnh rằng là cái mục tiêu của ông là phải năm 2024 đó là là đưa người lên mặt trăng nhưng mà đưa người đó là đưa du khách lên chơi chứ không phải là lên làm cái việc mà khám thảm hiểm không gian đâu. Yeah. À, Tổng thống Trump sẽ chính thức ký cái lệnh một cái sắc lệnh cấm các công ty viễn thông sử dụng uh, sản phẩm của huawei chúng ta đã nói về cái công ty huawei này rồi chúng ta biết chúng ta nói là đây là một cái cánh tay nối dài của nhà nước uh, trung uh, trung hoa và khi mà uh, tổng thống trump họ nói là không có nên sử dụng những cái gì liên quan đến huawei vì vấn đề an ninh quốc gia thì uh, ông trump sẽ chính thức chúng ta nọ thấy là ông đã cái việc này nó nó bị trì hoãn nhiều lần rồi yeah. thành thử là bây giờ nói là ông sẽ chính thức nhưng mà không biết là tới lúc đó lại có bị trì hoãn nữa hay không nó nó ăn thua giữa cái sự mà yeah. uh, nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa à, cái tin này nó đến uh, trùng hợp ngày hôm qua thì ngay tại London đó chủ tịch của công ty Huawei cũng tuyên bố là sẵn sàng ký thỏa thuận với lại Anh Quốc là Huawei sẽ không dọa thám tức là ký bảo đảm cái chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng mà Huno thưa dạ, vâng thì để gần hết giờ tôi xin loan cái tin này chút xíu uh, tin này là hay lắm là vì tin này liên quan tới cái vụ phi cơ uh, 737 Max bị rơi mà bây giờ đây họ mới lòi ra một cái đoạn băng video đoạn băng này thu lại một cái buổi tập hợp giữa Boeing và các phi cơ uh, của hãng hàng... và dạ, các phi công uh, các phi công của hãng American Airlines sau khi cái chiếc mà uh, chiếc đầu tiên, chuyện đầu vào. tiên ở, ở, ở Indonesia rơi xuống đó thì 4 tuần lệ sau họ tập hợp lại với là American Airlines phi công ở đây họ tức giận và họ đòi Boeing tới Boeing tới thì họ hỏi tại sao cái vụ mà uh, cái sensor rồi cái vụ mà uh, điều khiển chúc xuống với là ngóc mũi lên với chúc mũi xuống đó đó mà tại sao họ là phi công họ không biết. Mà bây giờ phi cơ đó rơi rồi mấy ông mới nói rằng là có cái sập như vậy thì chúng tôi sẽ sửa. Thì chỉ huy của Boeing ở trong phiên họp thú nhận rằng là họ xin lỗi cái vụ đó, họ nói rằng là họ đang cố gắng để mà hoàn thiện cái sập qua đó trong vòng 4 tuần. Thì câu chuyện đó, và họ xin lỗi cái chuyện này và bởi vì Boeing họ muốn bán phi cơ cho nên họ nói rằng là cái vụ này đó là phi công không cần phải thực tập không cần phải thực tập chỉ cần đọc cái instruction thôi là bay được liền không cần thực tập cho nên họ mới bạn dễ dàng như vậy bởi vì nếu mà bắt phi công huấn luyện người tốn tiền hãng máy bay họ sẽ không có mua cho nên họ muốn như vậy và bây giờ đây mới tiết lộ ra rằng là chính Bộ Yên thừa nhận rằng là cái đó là cái luận của Boeing và họ hứa là sẽ làm cái software trong 4 tuần nhưng mà anh thấy cái software từ giờ này đã có đâu yeah. Yeah. đó là lý do tại sao chúng ta thấy sẽ có những cái vụ yeah. kiện Kịp. công ty Boeing, yeah. bởi vì họ biết mà họ sửa không kịp họ và không họ kịp. không có ban những cái lệnh là giống như là tạm thời bởi vì có cái vấn đề nên là những cái máy bay này không thể nào bay được. Nếu mà họ loan cái tin đó ra thì những cái máy bay 737 Max đó không bán sẽ được. không bay, yeah. Yeah. không bán được là một chuyện nhưng mà sẽ không bay thì nó 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 bảo đảm được tính mạng của một yeah. số người đã bị thiệt, thiệt mạng trong cái vụ máy bay nó rơi lần thứ nhì. À, bây giờ chúng ta không còn đủ giờ nữa, 7 giờ năm phút rồi, do đó chương trình chào Bình Minh đến đây xin được tạm ngưng. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại với quý vị vào ngày mai.